Ngày đã an giờ đại cát thì gia đình lễ chủ chí thiết tâm thành để tu thiết lễ nghi nhang hoa đăng trà quả thực phù lưu thanh trước để kim ngân lễ vật để tiền tỉnh pháp sư tự vô tịch xứ để tuyên hành qua phạm đông thiên thiết giới thiết đàn cấp thủy để nguyện cầu cho gia nội được đắc lễ đắc bái đắc bạc lòng thành được công thành danh toại đàn diên được chu viên nhi tán chư vị vong linh được siêu sinh định độ thượng thiên nhật nguyệt quang minh hạ giới thần đệ tử dĩ vi âm dương làm uy tín xin chư Phật chư thánh liệt tiên liệt thánh liệt thần hà bá thoải thần để chứng minh công đức để gia hộ độ trì cho gia đình lễ chủ được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm nam vô a di đà Phật nam vô a di đà Phật nam vô a di đà Phật a di đà Phật quan niệm nam mô a di đà Phật nam mô a di đà Phật các nhật ngưng đời này đã an giờ đã cát để thần đệ tử toàn tiền hà bá thoải thần nơi đây để xin các gia lễ chủ chúng con ngày nay chí thiết tâm thành để tu thiết lễ nghi để xin thiết đàn bác thủy để nguyện cầu cho canh đàn khóa lễ để phổ độ tổ tiên như chư vị chân linh được siêu sinh tịnh độ để xin hà bá thoải thần nơi đây để tịu vu linh đàn để chứng minh công đức cho gia đình lễ chủ chúng con ở ngày hôm nay a di đà Phật nam vô a di đà Phật nam vô a di đà Phật các bác đại diện
Bà tả hữu đau chàng cá ca
thoát duyên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dân thượng phục nghề tôn diện như mang nguyện bạch bào quang phạm sát tức tức thời kỳ đạo tạo thôn đội mười vũ ninh đàn tại gia đường tình ý sứ tư thương phục và thanh niên cũng là đông tiên thuần lâm tổng tiên bảo ý sáng tổ tiên tu thiên tiên lễ cấp ma thủy tinh sứ tư tiết tấu phản viên kinh cung linh tự phổ tiên lễ chư tôn khai thông nào lộ phá độ tổ tiên bao đức thù ân triều đình quý sang kinh tiến minh trợ lý cô hồn đình triều tam phủ đôi a khang giải hoàn tế kết các đoàn oan thiên tiền oan nghiệp ma chưa hiểu tử nan thương tam xa nơi xa chúng ta liên phương phá một phòng sinh phòng đăng cờ an khám đi thổ đèn hòa an địa bạch an đi chân hộ chúc chúc kiện cờ âm siêu dương khánh quân lợi là ca sự kế chân thị phương đi chân thị anh chân thị ninh chân thị anh trần thị đại trần quang y cửa hợp đồng là dương môn quyền là hiệu a hiệu sám vi chủ tiên lễ hoàng đình đại thế đỗ thị tích nữ tử hoàng thị nan hoàng thị anh tế tử trần trần văn toàn biểu ý tôn trần trần thị quang đi đoàn hoàng thị dương trần trần văn mai trần trần văn hà hợp đồng giá dương môn quyền là hiệu a hiệu sáng mi chủ tiên lễ hoàng đình đáng thế trần trần thị dương dương nam tử hoàng đình đình đông hoàng đình nam nữ tử hoàng thị quỳnh quỳnh anh tế tử phạm văn tố biểu tôn phạm thị ớt được đi cư tại hưng yên tỉnh tiên nữ huyện thiện đi biên đi xã nam mê sơn đi thôn đội sáu đường mới xóm hợp đồng giá dương môn quyền là nữ tử hoàng thị diện hoàng thị mai trần văn tố chi chân linh trần văn tiêu chi chân linh ông hoàng ba đình vẻ chi chân linh tình cập phụ tiến chân linh hiển khảo hoàng đình tài chi chân linh hiển tỷ nguyễn thị tàm chi chân linh tổ cô hoàng thị sinh chi chân linh bà cô hoàng thị huê chi chân linh hoàng thị đường chi chân linh hoàng thị tình chi chân linh
ông ấy mạnh hoàng đình chế hoàng đình tân chi chân chân nên vong đại hoàng đế văn tẻ chi chân chân bình lành chi chi cần đi sớm thuyền đi lăn nhấp dần liên đông tiên thập nhất việt vị thập thập sinh nhật thần đã tử tập các chư gia chư nhân lễ chủ đầu thành hòa lam cụ sớ thương tâm cho cả ông cho vái không phải người bác. Từ lễ văn sơ kính đại sơ biến Phật thánh tiền chư vị linh quan chư vị tôn thần sứ giả cộng kim ba đi số nhờ ngọn lửa trần phó lô siêu Thank you.
thiên sứ, chư vị Bồ Tát thiên toái hạ. Khúc nguyện này thông thông bình dân tôn, trùng quang gia hoa hương nguyên nữ thiền âm pháp phú ân chiêm học địa như cờ đạo tất vọng minh giang. Niệm hoa hộ chỉ tổ đạo sơ, chân thừa lục đại viễn truyền đăng dịch diệp tương thừa chính pháp vinh xương minh. Nam mô độ nhân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô độ nhân sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiếu chủ kiện thầy tại yeah.
tiếng chuông từ bi Trần Duy Trinh, Đường Khắc là Thưởng, Trần là Quang Thành, Phạm là Văn Nguyên,
Lội tôn Hoàng Đình là Hiếu Hoàng Thị Tâm, biểu tôn Trần Thị là Nga, Trần Duy Cảnh Đường Thị là Phương, Đường Hoàng Anh, Đường Thùy Ninh để Trần Thị Ánh, Trần Thị là Lệ, Trần là Quang, là Cường, Đồng Gia, Dương Môn, Quyết Hạng, Hiệu Kim, Thần Sám Chủ, Tiên Ế, để Hoàng là Đình Đê, để là Thê Đỗ Thị Tích, nữ là Tử, Hoàng Thị Lan, Hoàng Thị là Anh, Thế Tử, để Trần Văn là Toan, để biểu là Tôn, Trần Thị Hương, Trần Thị Huyền, Trần Quang Đoàn, Hoàng Thùy Dương, để là Trần Văn Mai, Trần Văn Hà, để hợp Đồng Gia, Dương Môn, Quyến Đảng Hiệu Kim, Thần Sám Chủ, Tiến Lễ, Hoàng Đình Đáng, Thê Trần Thị Nhung, Nam Tử, Hoàng Đình Đông, Hoàng Đình Nam, Nữ Tử, Hoàng Thị Quỳnh Anh, Thế Tử Phạm Văn Tú, biểu Tôn Phạm Thị Ướt, để hiện đương cư tại Hưng Yên tỉnh, Tiên Nữ là huyện Thiện Viễn xã, Lam Sơn là thôn, để đội là 6, để đường mới là xóm, để hợp Đồng Gia, Dương Môn, Quyến Đảng Hiệu Kim, Thần Sám Chủ, Tiến là Lễ, để Xương là Hôn, Nguyễn Thị Lượt, để Lam Tử Hoàng là Đình Thắng, Nữ Tử Hoàng Thị Nhi, Hoàng Thị là Mai, để hợp Đồng, để xuất chúng Tử Tôn, Lam Hôn Nữ Tế, nội ngoại chúng Tôn, Tầng Tôn, Đồng Gia, Dương Môn, Quyến Đảng, để từ xưng phục vị, cầu sám báo ân, tiếp triệu thỉnh mời Yên Bị Chân Anh, để là Tuần Lâm Tổng Tiến Báo Đức Tổ Tiên, để là Chân Ninh Cụ, để Hoàng Đình Xuân, Chi Chân Ninh Tỷ Trần Thị Trinh, Chi Chân Ninh thì cụ Trần Văn là Tốt, Trần Văn Tiêu, Chi Chân Ninh ông là Hoàng Đình Vẻ, Chi Chân Ninh để tịnh gặp phụ Tiến Hiển Khảo, Hoàng Đình Tài, Chi Chân Ninh Hiển Tỷ, Nguyễn là Thị Càng, Chi Chân Ninh Tổ Cô, Hoàng là Thị Sinh, Bà Cô, Hoàng là Thị Huê, để là Hoàng Thị Đường, Hoàng Thị Tình ông là Mãnh, để Hoàng Đình Chế, Hoàng Đình Tuấn, để Vong Đệ, Hoàng để Văn là Kẻ, để là Đắng Chư Chân Ninh Gia Tiên, để Hoàng là Đình Tộc, để là Đồng An Táng Đại Nghĩa Trang, Ma Gòi này là Sứ, để tịnh cập phụ Tiến, để Gia Tiên Tiền Tổ, để là Hoàng là Đình Tộc Mô Đường, nội Gia Tiên Tổ, ngoại Gia Tiên Tổ, cao cao tầng Tổ Kháo, cao cao tầng Tổ Tỷ, Tổ Kháo Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ Cô Di Tỷ Muội, Á Thân Địa Thích, Nhất Thiết Biễn Cần Nội Ngoại Tông Thân Thượng Cao Thằng Tổ Hạ Chí Huyền Tôn, Hữu Danh Cả Vô Danh, Đáng Đáng Các Chư Vị Chân Linh, Tổ Cô Tổ Mãnh, Bà Cô Ông Mãnh, Cô Bé Cậu Bé, Nội Ngoại Đôi Bên Ông Bà Có Tên Quên Dỗ, Có Dỗ Quên Tên, Thất Lạc Bộ Phần Hình Hài, Hài Nhi Loan Hát, Thiếu Tháng Một Ngày, để là Hữu là Danh Vô Vị, Hữu Vị Vô Danh, để là Tập Tam Thế Văn Gia, Kiều Thù Chấp Đối, Đảng Chư Hoành Hồn, Cửu Huyền Thất Tổ, để Đồng Nai Giá Ngự, Yên Bị Linh Sàng, Yên Bị Nô Nhang, Chấp Cảnh Chi Tình Chứng Minh Công Đức, để Trần Phàm Nhẫn Nhục Nam Chi, Tối Như Đêm, Dày Như Đất, Việc Âm Chưa Tường, Việc Dương Chưa Tỏa, Đường Sáng Không Biết, Đường Tối Thì Không Phúc Còn Mỏng, Tội Còn Dày để Khăn Khắn Một Lòng, Linh Linh Một Dạ để Nhất Tâm Tưởng Bạn Tâm Cầu Con Giàu Một Bó, Con khó có tâm lễ mỏng lòng thành lễ thiểu lòng đa chữ nhất, niệm thông tam giới để nhất tâm tu thiết lễ nghi, tàu dầu quả tàu, cơi dầu thẻ hương ngọn đèn nén nhang thanh bông hoa quả, phù lưu tiểu phẩm cơm canh lễ bạt cháo nẻ mã bội, biền soạn chi nghi để ngày hôm nay, kiền thỉnh đạo lưu chúng con tiểu vu ra đường xứ, để là án cử khoa nghi, lời kêu tiếng khấn, lời khẩn tiếng cầu, tờ vườn lá số, tờ đơn cánh trạng để con xin thượng tấu, đế thiên đình con hạ trình long cung, cảm tấu Phật Thánh Tiền chư vị linh quan, chư vị tôn thần sứ giả, bản cảnh bản thổ, chư vị tối linh chứng minh công đức, cắt dây âm phủ rũ tội trần gian, xá ô xá bê, xá lầm xá lỗi vuốt ve che chở, tận độ tận thương cho Đồng Gia, Dương Môn, Quyến Đảng, để anh em con cháu tôn điệp, người có mặt cùng người vắng mặt, kẻ ở xa người ở gần, kẻ có ruột dầu người có đen nhang, để dốc một lòng trông một đạo, để ngày hôm nay từ ấu chí trưởng một dạ một lòng tu thiết lễ nghi, có điều gì sơ mơ nhầm nỗi thiếu sót, trách lệch về đâu nhầm Phật Thánh xá, nỗi Phật Thánh thương, chư vị các quan tận độ tận thương, thiếu cho làm đủ lắm ngài rửa lệch, ngài kê đèn rồi soi xét, ngài xoay từ ngọn cỏ xoay lên, ngài xoay từ trung thiên để soi xuống,
để xét cảnh chi tỉnh giáng phúc lưu ân. Tài tử hoàn sinh thay hình đổi lốt ra chung để sám chủ, để là tuổi xanh đầu trẻ chân tóc cái tội trăm nỗi ngàn nhầm, để đạo lưu quan tuổi xanh đầu trẻ mình cơm xác thịt năm chân, bước ra ba chân bước vào ăn chưa sạch bạch chưa thông. Để con xin đại tấu dẫn trình, con xin kêu thay đấy đó cho đồng gia dương môn quyết lãng, con tấu thỉnh tam tòa ngọc Phật. Nam mô thập phương Phật, nam mô thập phương Pháp, nam mô thập phương Tăng, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Tây Phương Giáo Chúa cứu phẩm xa bà thế giới, đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, con cung thỉnh nam mô Đương Lai hạ sinh Di Đà tôn Phật, con tấu thỉnh nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Ninh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát, các đại chứng minh thần cung, con tấu thỉnh U Minh Giáo Chúa bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát chiếu cõi U Minh, tiếp dẫn cho tổ tiên hoàng đình tộc được là đẳng chư chân linh được siêu sinh thoát hóa, mộ phần được an cư các thánh, để quyết bảo cho dương môn con cháu tôn điệp phúc này tài tống điều lành đem lại điều hại để tống khứ mang đi. Thì con xin sám hối con tấu thỉnh, đây là Thái Thượng Khai Thiên chấp phủ ngự địch hàm chân thể đạo hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế Ngọc Bệ Hạ tấu thỉnh thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng địa kỳ đại đế Ngọc Bệ Hạ tấu thỉnh địa phủ Bắc Âm phong đô nguyên thiên đại đế Ngọc Bệ Hạ, con cung thỉnh trung thiên tinh chúa Bắc Cực Tử Vi Trường Sinh đại đế Ngọc Bệ Hạ, con tấu thỉnh đại thánh Tả Lam Tào Lục Ti Duyên Thọ tinh quân thánh tiền, đại thánh Hiếu Bắc Đẩu Cửu Hoàng Giải Ách tinh quân thánh tiền ra tay phủ mở tay phép thay chữ mực đề chữ xoan thay hình đổi lốt bút ve che chở cho đồng gia dương môn quyết đảng, con cung thỉnh tam giới thiên chúa tứ phủ vạn linh công đồng thánh đế Ngọc Bệ Hạ tấu thỉnh thiên đình cửu cung bát quái cửu diệu ngũ hành đầu số tinh quân vị tiền, con tấu thỉnh tề thiên đại thánh huyền thiên đại thánh đô thiên đại thánh tất đản viên quốc sơn tiêu độc cước chu văn minh đại tướng quân huy đạo huy khang bắt đầu phù đồng đại vương trung đô đô đạo thành hoàng đại vương chèm đại vương gióng đại vương bạch mã đại vương ngụy trưng thần tướng hưng đạo đại vương la bình tân công chúa thổ địa trần huệ đại vương lục giáp tướng quân lục đinh tướng quân vị tiền, con tấu thỉnh tam giới chúa ôn thiên phủ đại đế Ngọc Bệ Hạ, con cung thỉnh quan đương niên cai trị năm nhâm dần quan ngụy vương hành khiển mộc tinh chi thần tiêu tào phán qua đã hạ, con cung thỉnh quan đương cảnh thành hoàng bản thổ địa vị đại vương thượng thượng đẳng tối linh thần từ hạ, con tấu thỉnh quan đương sứ thổ địa phúc đức chính thần vị tiền ngũ phương long mạch thổ địa sơn thần vị tiền đông vương thanh đế long mạch thần quan nam vương xích đế long mạch thần quan tây vương bạch đế long mạch thần quan bắc phương hắc đế long mạch thần quan trung ương hoàng đế long mạch thần quan con cung thỉnh bản gia thổ công đông chủ ti mạch áo phủ thần quân tính lưu với đơn tự tí quách phúc đức chính thần vị tiền tấu là thỉnh nhị thập tứ sơn địa mạch tôn thần nhị thập tứ hướng phong thủy tôn là thần châu trước huyền vũ thần quân chiêu thải tiến bảo lương quân chúa đất linh từ thủ gia thủ hướng thủ đất thần quân vị thiền cung thỉnh tiền hậu địa chủ tiếp dẫn tài thần vị tiền con tấu thỉnh âm dương nhị giới dẫn hồn sứ giả vị tiền tả thanh y sứ giả dẫn hồn hữu hoàng y tiếp bách tướng quân vị tiền phật thánh chư vị linh quan xe đan giá ngự xe giá để giá ngưỡng bản đàn ra đường hiếu chủ sám chủ thu nhận lễ vật chấp cảnh chi tình chấp kêu chấp tấu chấp cầu chấp lời kêu tiếng khấn lời khẩn tiếng cầu tờ vườn lá sớ tờ đơn cánh trạng để bút beo che chở tận độ tận thương cho đồng gia dương môn để quyết đẳng qua khóa lễ được nở cành xanh quả ăn nên nói nổi làm ra tai qua lạn rũ điều lành Phật thánh đem lại điều hại Phật thánh chư vị các quan để tống khứ mang đi cho nước được chảy một dòng thuyền được trôi một bến trên được thuận dưới được hòa gia đình được hạnh phúc cây được xanh ngành được nở già được thêm tuổi thọ trẻ mạnh khỏe làm ăn công danh được đắc thành đắc toại buôn may bán đắt gặp chúng gặp bạn sự lành gặp ông có đức gặp bà có nhân âm phù dương trợ anh nâng em đó vuốt ve che chở để cho đòn gánh được chóc vai đắc tài sai lộc đồng gần Phật thánh tiếp lại lộc xa Phật thánh chưa bị liên quan để sứ giả tiếp về để bồi tài lai tiếp tài lai lộc tiếp tài lai khách tiếp ngân tiếp xuyến cho đồng gia dương môn quyến đẳng đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối ba tháng hè chín tháng thu thoát nạn qua cầu đi đò đến nơi lội sông đến bến biến tai tác phúc cải họa vi tường Phật thánh cứu âm cứu dương cứu đường cứu chợ cho đi đến nơi cho về đến chốn để đầu năm chí giữa nửa năm chí cuối
ba tháng hè chín tháng thu, cầu danh được đắc danh, cầu tài được đắc tài, cầu lộc được đắc lộc, cầu chi như ý nguyện giã được tòng tâm, tai lạn tống khứ tha vương, để mặt tươi da thắm mà thắm da hồng và thánh thêm ơi bổ sức, cho sáng con mắt cho chật đầu gối, ăn nên nói lỗi làm ra tai qua làm dỗ để đạo lưu con xin để đại tấu dẫn trình thì con chim kêu Phật thánh dương cung bán, con chim ai oán Phật thánh chư vị linh quan ngài rời cung tên xét cảnh chi tình mở lòng Bồ Tát phát tâm Bồ Đề để tận độ tận thương cho đồng gia dương môn quyết đẳng để xin cảm khất phần hóa kính yết. Con lấy âm dương làm tín, âm linh vi tiếu, linh nghiệm thần thông linh nghiệm thì nhược hà do cách trở cho con xin tiếu chấp thì đánh chữ đại xá cho đồng gia dương môn quyết đẳng cho con cháu tôn điệp vắng mặt quân nhờ con dạ Nam Mô A Di Đà Phật, 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 tiền cười là tươi là tốt, con xin sám hối và thánh sám hối chư vị liên quan sám hối gia tiên tiền tổ tận độ tận thương đánh chữ đại xá cho con cháu tôn điệp vắng mặt quân nhờ người cho con xin để lại dị âm dương nhược hà do cách trở cho con xin tiếu sắp lần nữa đừng cười con dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thường mai văn điệp mật đảo dưỡng phù phú tiên điệp mật đảo trước cửa đàn tiền cập mã mồi kinh ngân dùng bằng phó đô thiêu Pháp sư thần đệ tử từ pháp chi
Thánh Văn Bồ Tát tán dương cùng là đại chúng mười phương đón mừng hương hương đâu đến cửu trùng hoa thơm mười cõi ân nhuận muôn nơi. Ô Phật nè bao nhiêu quỷ quái tới bởi yêu ma ân thích trong ngoài sảnh không tàn tạ chẳng có ai ông thiêu sự chứng nghiệp phúc hồng thêm tha. Ninh vô phối chi tâm tất tí hoa quý chi lực chân quan đi cộng chứng viên thông nghiêm chỉnh đi quan trưởng thừa Phật na như
quang khải thành ý tinh kiên dục nghinh hiền thánh Di Lai lâm. Địa gai mình chư thánh quân trí trực ngã thính thiên nãn diệu phù hương giả hoa thư đắc bất phẩm ra các thầy thầy thì đại cử sinh gọi đặc giá nhân chúng nữ tiêu à. Phật nói vô thi không biên sứ hữu đầu quan thanh qua đệ nhất chiến đàn hiệu viết vô song nan trạng như đà giáo hữu đà tiết thiên hương chân ngôn cần hương chỉ tổ giới hương đỉnh hương giữ tuệ hương dài thoát chi kiến hương à quang minh vân đài biên pha gió hồi cải bát nhị môn cai trần nhận mặt trì qua nghi kiến minh dương trì pháp tịnh dục nghinh hiền thánh tu tạ thần công giáo cùng để chất môn cả nương chi thiết ni tiên ni lễ cập ni thủy định sư dự ni tiếp thỉnh ni Phật tuyên ni kinh ni phát hành quan điệp ni tiên na lễ chư tôn khai thông đạo lộ phổ độ tổ tiên báo đức thù ân triệu linh quy sám kinh tiên minh ni thí thực cô hồn triệu minh tam phủ đôi cám giải hoan kích kết cắt đoạn hoan thiên tiền hoan nghiệp chướng hiểu thử nam thương tam xa đới sát trùng tan liên tán đàng chư hoạch hồn khai phương phá một phóng sinh phóng đăng kỳ an trở khám điền hoàn địa mạch chấn nam một trung kiền kỳ âm chiêu thăng dương khánh tịnh trừ kim thần sám chủ
Hoàng đình kiêng thế từ thị điểm nam tử, hoàng đình trung ngôn tử phạm thị yến nữ tử, hoàng thị duyên, hoàng thị hương, hoàng thị nhung, hoàng thị hồng tế tử trần duy trinh, đường khắc thưởng trần quang thành phạm văn nguyên, nội trung tôn hoàng đình hiếu, hoàng thị tâm biểu tôn trần thị nga, trần duy cảnh, đường thị phương, đường thị thùy linh, đường hoàng anh, trần thị ninh, trần thị ánh, trần thị lệ, trần quang cường, hợp đồng dương môn khuyên đảng hiệu tín ni chủ nghề tiến lễ hoàng đình đê thế tổ nga thị nga tích nữ tử hoàng thị lan, hoàng thị anh tế nghi tử nghi trần nề văn toan biểu nghi tôn nghi trần thị hương, trần nề thị huyền nề, trần nề quang viên, trần quang đoàn, hoàng thùy dương, trần văn mai, trần văn hà, hợp đồng dương môn kiêm đảng hữu sám chỗ, hoàng đình đáng thế, trần thị nhung nam tử, hoàng đình đông, hoàng đình nam nữ tử, hoàng thị quỳnh anh tế tử phạm văn tú biểu tôn phạm mà thị ớt na đường huyện tư tại hưng yên tỉnh tiên nữ huyện thiện phiến xã nam sơn tôn đội sáu đường mới xóm, hợp đồng dương môn khuyên đảng hữu sám chỗ xương môn nguyễn thị lượt nam tử hoàng đình thắng, nữ tử hoàng thị nhi, hoàng thị mai xuất chúng nam nữ tử tôn nô tế nội ngoài, hợp đồng dương môn khuyên đảng ân cần tử xưng phục vì cầu sám trinh tiến vong môn cụ hoàng đình xuân chân linh tỷ trần thị trinh chân linh cụ hòa trần văn na tôn chân linh trần văn na tiêu chân linh ông hoàng đình vẽ chân linh hiển khảo hoàng đình tài chân linh hiển tỷ nguyễn thị già càng chân linh tổ cô hoàng thị sinh chân linh bà cô hoàng thị quê chân linh, hoàng thị đường chân linh, hoàng thị tình chân linh ông anh hoàng đình trí chân linh, hoàng đình tuấn chân linh vong đề hoàng văn kẻ chân linh đồng an táng tại nghĩa trang mà quay phổ cập liền vì nội gia thiên tổ ngoại gia thiên tổ chân linh thường từ cao cao tầng tổ khảo cao cao tầng tổ tỷ cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ tổ cô mạch tướng phả cập ba thúc huynh đệ cô nhi tỷ muội hải nhi tấm vẽ thất lạc mộ phần bào thai hoán hóa thiếu tháng một ngày liệt vì vong linh đảm chữ hương hồn nguyên phải vi dẫn một tải nam minh bất đức thụ sinh hà đương can tuế lương thời bảy trung tập tam tế tiền kiên quan ra trái chủ phụ mệnh kiếm tài đảm chư hoạch hồn đồng trưởng lương nhân quân muôn siêu tịnh nghi độ cẩn thủ kim nghệ các nhật túc thỉnh đạo lưu tiểu phu tịnh sứ khải kiến trai đàn chỉ nghe tiên tuần lâm qua vãn trai nghe đàn khai nhị thư tiêu trung viên nhi tán bản đàn thần đệ tử tự pháp chi đắc thử lai từ cần án sau qua phục hành pháp ba sự kim mê pháp không văn hạ khẩn thỉnh biểu nhất hàm thượng hạ phong ân cụ toàn ngưỡng phiền thần ngư cẩn cẩn tê nghệ phật quốc lưu ly cung tấu tiên hào thiên kim quyết cung tấu tiên địa phủ phong đô cung tấu tiên dương ê thủy phủ phù tang cung tấu tiên dương phủ đại nhạc cung tấu tiên thì đại vân trình chi trung ban cung ma yêu vô đắc trở diên thời khắc yêu quay phật hóa sao cung yêu hoa hồ chân môn quang phản thăng hoàn hàm quân phật chỉ phong hỏa phục hành thân minh thông tiên tu trí quan pháp giả hiếu quan âm phi thiên tật tiệp sứ giả án hạ chuẩn thử thiên phù tứ thiên sứ giả an hạ chuẩn thử địa phủ diêm ma sứ giả an hạ chuẩn thử
Thủy phủ không thành sứ giả án hạ chuẩn thử. Đương cảnh thổ địa liên quan sứ giả án hạ chuẩn thử. Địa phủ trưởng công nhân sứ giả vị tiền. Âm mi dương nhị giới dân hồn sứ giả vị tiền. Tuế tứ nhâm dần liên đông thiên thập nhị nguyệt. Phúc sinh hạ tuần nhị thập mi kính nhật chi lương thời. Đương làm pháp sử thần đệ tử tự pháp phục hành hỏa áp. Phục di chi linh chi cảm thị thánh thị hiền khứ lai hô hấp chi gian vãn bản chú du chi thế. Cung di sứ giả được tạ ác không đối hậu thì tướng mạo năng đạo khôi kỳ vi trưởng thanh tú nhớ như thịnh hóa mộ nhược quân vi làm dối tuẩn du thứ vương. Xuất nhà kiên thác trà thu hương đàm tâm quý vị nghi hoa hóa sơ tinh cảm dần thâu tinh cao y thâu cao giá vọng thì thiết thiết kỷ cẩn giá tất tại thùng thùng. Cô hữu quan văn trạng từ đài mã phi nghi dụ vàng hỏa hoa. Trai thủ nhắc tâm kỳ khẩn hiểm những phiền sứ giả tóc tê trình hoặc ngộ thiên ma thù trảm diệt tính văn hồn trang nghệ thiên đình. Ngài hồng hoa đào lộ tê thứ biểu tiện đối tam phủ tấu vân minh chư Phật văn thi này ra hạ phúc này trai chủ thọ trường sinh. Mũ vị sứ giả giai thông tiên tài văn tam giới đạt tám quan biểu sứ trạc thần giai tốc hoa tuyên trình chư Phật tối tâm hoan. Bảo giả ngân thiện tinh trong giá lại cho quá đạp thiên nhà. Tư giá tà bằng phi thiên tật tiệp sứ giả danh tự cấp cô tí tị. Tê thử tấu thành chư Phật Bồ Tát văn tự kinh nghệ quang minh đạt đô bà phường hòa phủng tấu đơn chỉ thông trần giả ý đạo phủng hòa miễu hủ thiên mã phủ minh thánh giá tê thử tấu thân văn tự kinh nghệ. Thiên phố tứ thiên sứ giả danh đoàn cử du tín họ cẩn tấu thiên môn long bàn ni bệ chính tả thủ phụng an hữu tù khiên mã phụng minh thánh pha tê tử tấu thần ni văn tự kinh nghệ thiên phủ chư thiên thiên chúa cập thánh trung thanh thiền địa phủ diệm ma sứ giả danh triệu công anh thị mùi vận tấu điện hình thiên nhân trần bạch thả thụ hàm hữu thủ khiên mã phụng minh thánh giá tê tử tấu thần văn tự kinh nghệ diệm na thiên tử cập thánh trung thanh thiền thi phủ không hành sứ giả danh tự liêu nghị họ thì tấu cung thiên đế bệ hạ long môn tả thủ phụng hàm hức thù kiên mã phục minh thánh gia tê thử tấu thân thủy phủ văn tự kinh nghệ thủy phủ đại thiên long chúa bát cải long vương cập thánh trung thanh thiền đương cảnh thổ địa linh văn danh tự kim gần mũi gần tấu long chỉ thường cung bệ hạ phục minh thánh gia cận thầy công điều thân văn thiên đại đô đại thành hoàng đại vương cập ương dương thành hoàng tư chúa gia tư hạ độc viên sứ giả đệ tử tinh đồng ngũ vị sứ giả hạ thông nhà thời. Ô tháp di đà phương biểu đa tê chư phật đồng dân độ khai thông thiên ấn thông gia xúc dược văn mã bôn trì thần tốc chỉ huy đàng thường đế vi kim trai thủ đầu tiến tê đạt di pha thiên phủ thí đề địa phủ thị họ thủy phủ hội thi thổ địa miên trực tý nhật trực cân thờ trực mão sinh họ ngũ lôi phát quả đoài phát đơn điền mão ngô kim phát quả ngò hỏa chiếu chư phương dậu tiên hỏa xỉu địa hỏa trung tam quầy chân hỏa ly đốc giáng thần tứ hộ ốm phát tiên hỏa bão tiên diễm mãnh hỏa thân hỏa thăng tiên thượng thì phật cứu thiên mã ba tuần ngoại đạo di bi chào thiên chảm diệt thân hình thiên khai thi điện tịch xỉu hộ nhân sinh gần kim thần đệ tử tự pháp phục tông thiên đỉnh tý xỉu dần giáo thì uống ma tốc tốc khai thiên địa thủy môn hồng phớ hợp minh thiên đế nhật nguyệt viêm thanh quang nghi sứ giả thì bạch ý đồng ngôn họ vì ta càng biểu hiệu a la thế trước đi quan năm đất độ xỉu ngọc ngữ khai trước mỏ kim đồng đồng bút ký tí bán quan hồng danh thì a trai chủ khi đạo sở nguyện như tình án ma ni bát minh hồng án ma ni bát minh hồng án ma ni bát minh hồng tí xỉu lần báo thì sở thông thiên phùi cẩn đương tuyên đọc phù trung thánh giả trinh nhất tuê tích bách quả vạn thủ kim cương đại thần thông lực tật tốc phù hộ tấu văn thử thời thượng đạt sở ngộ vân trình ba tuần ngoại đạo thiên ma giới đẳng bất đắc vọng hành nhất tiệp như vi áo chỉ kim cương thử cương thiên như ma phong phân ngoại đạo thủ thủy thường ba sử vô chân lại kinh rộng chúng ta là ba đồ ăn ông già la từ đông nam tới
vương Phật. Ngũ phương ngũ Phật, thập phương thập Phật, tam thập ngũ Phật, thập tam Phật, trang nghiêm kiếp thiên Phật, hiền kiếp thiên Phật, tình tú kiếp thiên Phật, thỉnh tận thập phương tam thế nhất kiếp, hằng hà sa số chư Phật. Xuân đôi ba mượn cái huyền nghĩa hư lộc giá huyền chúng ca lăng tiên âm tuyên văn cú hư kim cương toái thường. Nhà tiên tội sáng học thuộc lâm lương lý triệt nhất thừa thanh hoài triều văn thiếu linh kinh viên tam đàng. Công kiên tiếp thải quý long cung trưởng bán ngôn nhi thiên trướng tiêu trừ bàng tư cú nhi lục trần thanh nhà tình. Tu diệu hợp phương bạch ngọc hào phân huy xa giới trang bó trang lên nhà bi huyền này đồ công đức lâm dụng dụng trang nghiêm từ bi vô lượng nam mô đại trí văn thù sư đại bồ tát đại hạnh huyền phổ hiền bồ tát đại từ bi quan thế âm bồ tát đường đại yêu đương đại thế chi bồ tát tu đợt ni bồ tát bảo đàn hoa bồ tát dường hương bồ tát dường hương bồ tát nhật cung bồ tát nguyệt cung bồ tát trường thọ bồ tát diên ni thọ bồ tát di đà bồ tát tâm cầu chí phật mẫu đại chuẩn đề minh vương bồ tát minh vương cứu khổ bạn tôn địa đàng vương bồ tát hộ quang giải hoàn kết bồ tát thanh đình đại hải chúng bồ tát ni tiêu tử chi môn tu thân theo Phật pháp chi à đạo thì thứ tâm hoàng đại hoàng đệ ngũ viện xa nguyên thân đốn nhu vọng viên đầu giác hoa nhi thảo không thụ khai thượng đường mi châu chiếu triệt thiên đường chữ độ thấu chúng sinh độ đàn phương chúng độ đề địa ngục quỷ không thể bất thành phạt thủ thượng ơn phụ mẫu thí quản lợi quản ý sinh nam mi ơi nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ vô minh cứu khổ địa đàng nguyện bất vi bản thể phụ vận thần thông sang cố đại tăng phổ thiên ứng cung tân đầu lư đại đức tôn giả nha kiều trần như tôn giả na ca diên tôn giả yêu tần mẫn hoa ca diên tôn giả kim liên đương cai ngụy phương
hành thiền thái tuế trí đức tôn thần bản phủ châu thiên thành hòa tôn thần bản cảnh tương cai xã lệnh thụ thổ chi thần bản đàn tự phùng hương hỏa hữu cảm nhất thiết minh thần môn thừa hồ ý tỉnh tao long quan giám trai sứ giả kiên lao địa thần pháp diên hữu cảm vô lượng thần kỳ thị thanh thị phạm viết u viết hiền tổng giai thánh lương duy quyền thập phương hề chư phạt giáng đạo trang nghi hộ pháp long thiên giáng đạo tràng thủ thừa hương ngoại phổ yeah.
la thường thừa bồ tát tăng công đức đan tư tâm niệm niệm ma di dốc lòng mộ đạo phật thì xa thương thành dâng chút lễ thường ngày nay có sơ tiên dâng lên chùa khấu đầu bái này nam mô mười phương chư Phật chứng cho về ăn tuyền tam bảo gia ứng tòa xe đức vua xe giá ngự trên ngai vàng đối bên cầu trực bách quan nam tào bắc đầu che biên sự này trên thờ tứ phủ vạn ninh thích thích ca ngài ngự chúa đình y ninh kim đồng ngài ngự các vị thanh tăng thổ địa hay thì tâu nên uy ninh đức máu tây thiên tông vương chân thể thay quyền chúa long bạch hào quang ơi giám sát thử thời kỳ đạo sư kim thời khai thị hữu sơ tuyên dương hành đổi uy quang cũng duy từ thính cận đương tuyên thần tôn phụng Như Lai Thích Ca Ni Sao Đệ Tử Thiên Hoàng Thiên Khủng Khề Thủ Khấu Thủ Bách Bài Trần Vì Tuyên Đồng Thượng Ngôn Phúc Di đồ thế chi môn đơn khổ túc thành viên thuyết tu trai chi lễ dùng câu giải thoát tu trường từ quang viên hữu vị Việt Nam quốc thái bình tỉnh hưng hà huyền tiên đức xa nhật tảo thôn đội mười sám y vu tình đàn sứ nghi cư thượng hùng phật thanh niên cũng vàng đông thiên tuần lâm tổng tiên bao đức tổ tiên tu y tiên lễ tiên lễ cấp cấp y thủy ninh sư dư tiếp tiến pháp hành quan điệp thỉnh phật tuyên kinh cùng hình tứ phủ tiên lễ chư tôn khai thông đạo lộ phổ độ tổ tiên báo đức thủ ơn triệu linh linh quy sáng kính tiên ninh nghi cho thí cô hồn ninh triệu tam phủ đôi khám giải oan thích kết các đoàn mê oan kiên tiền oan nghiệp chướng yểu tử nam thương tam xa đới sát trùng tan liên tán đẳng chư hoành hồn khai phương phá mục phóng sinh phóng đăng kiên kỳ an ni điền đề hoàn địa mạch nghề an chấn mục trung kiên kỳ âm âm siêu thăng dương khánh thịnh sử kim kim thần sám chủ hoàng đình kiên thế tử thị điểm nam tử hoàng đình trung
hôn tử phạm đệ yến nữ tử hoàng đệ duyên hoàng đệ hương hoàng đệ nhung hoàng đệ hồng tế tử trần duy trinh đường khắc thưởng trần quang thành phạm văn nguyên nội tôn hoàng đình hiếu hoàng thị tâm biểu tôn trần đề nga trần duy cảnh đương thị phương đường hoàng anh đường thùy ninh trần đề ánh trần đề lệ trần quang phường hợp đồng dương môn quyến đảng kim hữu sám chủ hoàng đình đê thế đô thị tích nữ tử hoàng thị lan hoàng thị anh tế tử trần văn toan biểu tôn trần thị hương trần thị huyền trần quang đoàn hoàng thùy dương trần văn mai trần văn hà hợp đồng dương môn quyến đảng kim hữu sám chủ hoàng đình nhà đáng thế trần đề nhung nam tử hoàng đình đông hoàng đình nam nữ tử hoàng thị quỳnh anh tế tử phạm văn tú biểu tôn hoàng thị dương nga hợp đồng gia chư nhân đặc hiện đang cư tại Việt Nam quốc Hưng Yên tỉnh Tiên Lữ huyện Thiệt là phiến xã Nam Sơn thôn đội sáu đường mơi xóm hợp đồng dương ngôn quyến đảng gia đình sáng chủ xương hôn Nguyễn Thị Lượt Nam từ Hoàng Đình Thắng Nữ từ Hoàng Thị Nhi Hoàng Thị Mai xuất chúng nam nữ tử đôn đôn tế nội ngoài hợp đồng dương ngôn quyến đi đảng ân cần từ sức phục vì cầu sang chính tiên phong hồn chân linh cụ hoàng đình xuân tỷ chân linh trần tỷ chính cụ trần trực tốn chân linh trần hữu tiêu ông hoàng đình vẻ chân linh nhân cao hoàng đình tài chân linh nhân tỷ nguyễn thị càng tổ cô chân linh hoàng thị sinh chân linh bà cô hoàng thị huê hoàng thị đường chân linh hoàng thị đình chân linh ông mãnh hoàng đình chỉ chân linh hoàng đình tuất chân linh vong đệ hoàng văn kẻ đồng an táng tại nghĩa trang mà quay phổ cập nội gia tiên tổ ngoại gia tiên tổ thượng tự cửu huyền thất tổ hạ trí huyền viễn tri tôn đảng trương ổn đồng trường trai diên quân chiêu thịnh nghi thành thiết na thiết niệm chân linh tiên tổ nhất chân hiểm hóa tứ đại quy không minh minh phách phách tam trường thiên liều liều hồn quy đại địa bất bằng tiến bảo ma bắc siêu thăng do thì kinh nguyệt các nhật kiền thình đào yêu tiêu vũ tình sư khải kiến trai đàn khai nhị diệt trung viên nhi tan kỳ sở tiến di vang sinh bảo xương ngôn nhị can khánh ngô cẩn cụ sơ văn kiền thân thượng tống quy nam mô thập phương vô lượng thường trụ tam bảo chư phật bồ tát kim liên tòa hà nam mô tam thừa đẳng giác chư vị bồ tát hồng liên tòa hà nam mô sa bà giáo chủ bản sư thích ca mâu ni phật thanh liên tòa hà nam mô tây phương cực lạc a đẳng đạo Nam Mô A Di Đà Thượng Ai Văn Sơ Tuyên Đọc Di Cụ Phú Tiên Sơ Tiên Phật Thánh Tiền Cẩn Thần Hỏa Phong
phù ất luật trong lòng phiêu phiêu bạc đà thần chúng tê chỉ bát nhã tâm kinh bổ sư đao linh sơn kim miễu sơ văn rụng bằng kho lô thiều an Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nào là dân thứ
cơ quan cổ đồng cũng giảm phép vân nhiệm màu đông tây nam bắc nay đâu trên và dưới nước quán cầu xưa nay chết đêm mai giữa ban ngày chôn bờ tháng bụi quây đây bờ còn mời hết kẻ dại người khôn thiên tai chinh chiến trong tồn quốc gia hồn thời mất cửa mất nhà mất cha lạc mẹ hay là mất con vậy nên chịu cảnh cô hồn không ai cung tế đang còn trầm luân. Nam mô Sinh Hoa Nỉ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Sinh Hoa Nỉ Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Sinh Hoa Nỉ Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đàn tràng viên mãn cung thỉnh đại thánh tải giáo A Nan Đà tôn giả. Tiếp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc tứ di thượng ngạ nam nữ đẳng chúng thập loại cô hồn la nghệ đàn tràng lai lâm miến hưởng. Có nhiều hưởng nhiều, có ít hưởng ít, gia hộ độ trình cho các gia đình lễ chủ ngày hôm nay được đắc lễ đắc phái đắc bạc lòng thành công thành danh toại. Già được mạnh khỏe, trẻ được bình an, bốn mùa được bát tiết thương long phúc lai tài tống cát tập cung tiêu sở cầu được như ý sở nguyện được đồng tâm. Gia hộ độ trì canh đàn khóa lễ của gia đình, các gia đình lễ chủ họ hoàng đình tộc môn đường. Được chu viên nhi tán các chư vị vong linh chân linh ở hoàng đình tộc môn đường được siêu sinh thoát hóa. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam nam nữ nữ phụ phụ lao lão ấu ấu tại chứ đâu quy sứ đó dắt nhau về rồi phải cõng nhau đi. Phù hộ độ trì đệ tử tôi nay đồng dương môn đẳng nam phụ lao ấu cầu phúc phúc lai cầu tai tai tông. Cầu âm âm siêu cầu dương dương thịnh thượng đàn à tán hữu thỉnh cầu lai ấn độ chứng minh công đức. Nguyện cô hồn đại đông phương vi đông phương, nguyện cô hồn đại tây phương vi tây phương, nguyện cô hồn đại nam phương vi nam phương, nguyện cô hồn đại bắc phương vi bắc phương, nguyện cô hồn đại trung phương vi trung phương, thánh khứ lưu ân thần khứ lưu phúc phúc lưu lại cho tín chủ. Thụ phúc trụ lộc trụ bình an các chướng thiên tru vạn vạn vế sở hữu minh nhi chỉ thiên đảm vật quần áo kính tiến cô hồn rụng bằng có lô tiêu hóa kiền thành các gia lễ chủ hộ quỳ tạ lễ đại thánh khải giáo A Nan Đà tôn giả đồng thập loại chúng sinh nguyện cầu nghinh diên tam bái. Thank you.
chứng bồ đề địa ngục vì không thể đã thành thật phụ thâm ân ư phụ mẫu thi quảng đại ư quần sinh a giáng địa tạng bồ tát độ thân chi khổ kinh hiện thành trai giới thiết định thân ni tâm tuy không ngôn nhưng không ý thiền thành thực ảo sự ý tự kính chúng ta đại bi đại chuyên độ ích kỷ hiểu năng kiêm lý đợi nhân hạnh như nơi khai phương tiện chi pháp môn kiếm ngã cú di đà diệt hắc ám chi minh đăng phá địa ngục chi mạnh cương thế tình độ chi tiệp tinh thoát khổ nạn chi lương thuận lục thượng từ hàng tu thân diệu cả thái hà liên hà sinh ra khổ hải vạn dùng ba trừ chi địa ngục hóa tác biến chi khổ khổ biến vi là khế ngưỡng bằng đại chúng tề sướng hồng danh giao yếu khai phá địa ngục ấy chân ngôn tấn nương trì thổ đều biết ta chẳng kể tội nặng chẳng kể tội nhẹ già trẻ trai gái đều được tha ta chốn địa ngục hóa làm áo sen ngắn đồ hình ngục biết làm đồ nhạc báo phép trong kinh nhà bạn có câu thần chú nên đọc thương tùng phật
bình xuân chân linh tỷ chân thị trinh chân linh ngô chân trực tốn chân linh ngô chân na trực cả tiêu chân linh ông hoàng hà đình nhà bẻ chân linh hiền cao hoàng đình tài chân linh hiền thị nguyễn thị càng chân linh tổ cô an thị sinh chân linh bà cô an thị huê chân linh hoàng hà thị đường chân linh hoàng thị đình chân linh ông ánh hoàng đình nhà thị chân linh hoàng hà đình nhà tuấn chân linh vong đệ hoàng văn na kẻ đồng hà an táng tại nghĩa trang hà bồi cô ngọc nội ngoại tiên tổ hoàng đình tộc con đường chân linh thường từ cao cao tăng đồ khảo cao cao tăng đồ tỷ cao tăng đồ cao cao tăng đồ tỷ đồ cô mang tướng cầu gặp ba tốt huynh đệ cô thi tỷ ngoại hoài nhi tâm vẽ tất cả một phần vào thai hoãn hoa thiếu tháng một ngày liệt thì vong linh đảm trương ôn nguyên mạch khi dẫn một tài nam minh bất thức thủ xây nhà đường can thuế lương đòi mệnh trung cập nhà tam thế tiền thiên hoan gia tái thủ phù mạch kiếm tài đẳng chữ hoạch hồn đồng nhường lương nhân quân siêu tình đồ ăn đúng ba chan thế bất thủ tỷ uy nhật tương bất tội thiên lưu vinh hiện tư hiện phù đao đạo tiến và do thị phần hương hương không chịu tình như bị chân linh cửa ta bảo chi diệu lực lượng bí mật chân ngôn thừa nhận kim thời lại là pháp phổ đại diện các gia lễ chủ hợp đồng dương ngôn viên đảm sáu minh nhi tài mã khí phụ như sinh thời khi sử dụng bao đức tử thân phó giữ chân linh hoàng nhà đình tộc môn đường thu chấp cung thỉnh hoàng lục quyền trưởng minh nhi sứ giả vị tiền tử miễn canh đảng tướng quân vũ lâm đại trần sứ giả phần ba mươi tỉnh lai hòm tọa Ah!
cả đại tử đi phổ thỉnh chân linh phó giang chi thành cảnh một nhân lai giang cái cũng lâm thần hướng trưởng minh nhi liền hóa thành khôi khôi thành thượng hỏa quang tam muội biến tùy nghi cấm có vong linh hoàng đình tộc môn đường lai thụ dùng ngoài quỷ vô ranh ước trừ chi nhân sinh tại thế phật đồng tử sinh có mấy lời diễn nghĩa cho vong linh xin được dẫn nghĩa trong bài khang than hoàng số hồn dương gian đã mãn vậy cho nên đại hạt tâm trung thảm thiết tay số tàn mình cùng đau đớn nghe trong lòng buồn bã tuần lâm quá vãng đã đặt bảy phải mã của vũ lâm sứ giả chứng minh các vật dụng khi tử như sinh giao trạng cấp cho chân linh được biết dương nguyên nghe lòng thành hiểu ít lầm trai đàn tha thiết kính dâng mời linh hồn nghe lấy trạng văn rồi sẽ nhận kim ngân tài vật khăn áo quần đồ dùng hàng bày đặt các đồ dùng tiền bạc thiếu chi các vật này vật vật nào cũng quý mời linh hồn linh trí âm cung cấm thiết ngoại quỷ vô danh không được phép vọng hành chiếm đoạt mã này giao ngài vũ lâm qua cản các vong hồn cứ chạm tuân nghi chiếu chẳng nộ chẳng được sai đi nghe cho rõ thông chi phàm vật hoặc hồn về tây phương chầu phật hay là lên chơi đất sao chỉ có chữ rằng sinh ký tử quy hộ hộ dương khuyên vích vích y trường họ sở kê cấp điệp văn na cẩn đương tiên đạo phải tiên na hà tu a thiết na đông tiên tuần lâm qua vãng phần hóa kim ngân pháp đàn kim tứ việt nam quốc thái bình tỉnh hưng hà huyện thiên đức xã nhật tảo thôn đồn người lễ sám mi vu gia đàn sứ cư thượng hùng phật cúng gà kim thần nhà sám chủ hoàng đình tiên tê từ thị điểm nam tử hoàng đình trung môn tử phạm thị yến nữ tử hoàng đình duyên hoàng đình hương hoàng đình nhung hoàng đình hồng tế tử trần duy trinh đường khắc thưởng trần quang thành phạm văn nguyên nội chúng tôn hoàng đình hiếu hoàng thị tâm hiểu tôn trần thị nga trần duy cảnh đường là thị phương đường là hoàng anh đường là thùy ninh trần thị anh trần thị lệ trần quang cường đồng dương môn nguyên đàn gia đình hiếu chủ hoàng đình nhà đê thế đỗ thị đích nữ tử hoàng thị lan hoàng thị anh tế tử trần văn đoan biểu tôn trần thị hương trần thị gia trần thị huyền trần quang đoàn hoàng thùy dương trần văn mai trần văn hà đồng dương môn nguyên đảng gia đình nhà hiếu chủ hoàng đình nhà đáng tế trần thị nhung nam tử hoàng hà đình nhà đông hoàng hà đình nam nữ tử hoàng thị quỳnh anh tế tử phạm văn tú biểu tôn hoàng thị dương đồng dương môn nguyên đảng cư đại việt nam quốc vương yên tỉnh thiên nữ huyện thiện viễn xã nam sơn tôn đội nhà sáu đường mới xóm hợp đồng dương môn nguyên đảng gia đình nhà hiếu chủ nguyễn thị lượt nam tử hoàng đình thắng nữ tử hoàng thị nhi hoàng thị mai xuất chúng hợp đồng dương môn nguyên đảng sáu minh nhi tài bá khí phủ như sinh thời thì sử dụng liệt kê vũ hậu kê cấp có vong linh hoàng đình tộc môn đường chân linh hoàng đình xuân chân linh trần thị trinh chân linh trần trực tốn chân linh trần trực tiêu chân linh hoàng đình thẻ chân linh hoàng đình tài chân linh nguyễn thị càng chân linh hoàng thị sinh chân linh hoàng thị huê chân linh hoàng thị đường chân linh hoàng hà thị đình chân linh hoàng hà đình nhà thị chân linh hoàng đình tuấn chân linh hoàng hà văn kể một gia vị chân linh nhật là thủ trường y nhất kiệt tình cập tư chân kim ngân đảng phật chư vị chân linh hoàng đình tổng ô đường thiên đình tiếp đông thiên tiến độ vong linh đâu đốt mã cũng phải mời các quan giám phó tôi lại mời ông phán quan giám độ cùng ngài đầu đà đại tướng tế xuyên văn triệu thỉnh thỉnh lai hào tọa tôi lại mời ông đường nhân mục kết bạn cùng ông thành cảnh lý công hai ông xưa kết nghĩa tương đồng đốt quần áo giấy đồ dùng biến là thành đồ thật phật ban phép thần thông biến hóa một bản ấy là nghĩa kim lan thỏ trước
nay gia đình thiếu chủ ở đây theo đòi bắt chước lập đàn tràng đốt mã cho ông, xin các quan chư tướng hội đồng ngày giáng phúc cho ông linh được. Đồ nào thứ ấy chẳng dám đơn sai sớ nghiệp để cả y tên ai cảm phiền các quan trao ngay cho người ấy. Được bằng báo ai kẻ không tên trong giấy không được vào sân chiếm vòng cả. Lệnh Phật truyền các quan ta chấn cho hết nộ tà ngoại quỷ. Cảm phiền các quan đem quân trấn lại ngoại đàn, độ cho đẳng chư hồn có tên trong sớ điệp được vào trong đàn chư sấp khắp khắp như thành đều xa. Thank you.
trong thu vải vào. Tài chi vũ kim nhật lê dạ thời, tam nghiệp lục căn tử tác sao tà nhất thiết bất minh. Thiệt này nghiệp này trong này thử quy thủ giới chi lực này ư thập phương tam bảo dụng tiền tầy tâm địch lượt ai bầu sáng ngôi. Vâng chết chờ đào chứ nguyện di kính hợp đường tứ hoàng thệ nguyện chúng sinh vô biên thiên độ đạo vô lượng đại nguyện là vô lượng đại nguyện nào đạo vô lượng đại nguyện này chúng sinh đại nguyện độ đạo đại nguyện là vô lượng đại nguyện nào con cho cháu biết nè, ai gì là Phật của tác thổ dung truyền đây nè, xin cụ cái cành phan cầm tay vào đây, cầm vào đây thì cầm đây này cụ nè, thì cụ bỏ cành phan ra, cụ trao đảo xong là cụ gặp con gặp cháu, cụ đóng đồng lại đảo đông đảo tây, đảo nam đảo bắc nào lại cụ, để cụ về cụ gặp con gặp cháu nè, ai gì là Phật, đây cụ, nào cụ, hay là thiếu con thiếu cháu nào cụ, đông cháu Lan chưa về là cụ chưa nói, này cụ. Xin cầm cầm phải nói
xin cụ nói đấy. Này cô, chị bà có cho đỡ bên đỡ xin cụ năng đỡ được không? Bà đợi, đợi ai hay là hay là phải gọi điện cho ai về với cụ nào? Hoàng Đức Đáng sao để con cháu biết, con cháu biết. Cụ sang tay lại lời cho cháu Đáng của cụ chứ. Cháu Đáng vô đây công việc để bạn do thế là không có nhà, nên là cụ nào. Cụ có điều gì cụ sang tay lại lời là. Cụ tổ cho biết đi. Đấy cụ. Không biết là chân linh cụ nào cụ về sang tay lên lời như nào. Cụ khai khẩu khai nhỡ khai nhĩ như nào. Còn thiếu cái gì nữa? Cụ đã đầy đủ chưa? Có thiếu thốn gì không? Thốn gì thì cụ nói lên để con cháu mua. Cụ không biết cái gì nên là hành nổi hả? Cụ nói cho người chân biết thế nào. À, ăn này cũng không biết nữa. Cụ biết ai để mà xin tên để mà gọi mà hỏi được. Như là vật để con cháu đuổi xanh đuổi xé trên tóc cái nọ này cụ. Cụ đánh chứa đại xá à? Cụ về nuôi con nuôi cháu nay náo là dương gian rồi cụ sang tay nay nơi tác khẩu công chuyện cho con cho cháu biết đường nội biên giới và đi để nơi âm cung để hòn sao cách biệt thì cụ ăn ở như thế nào là cụ nên cụ nói cho con cho cháu biết à gia đình không vướng mắc gì dưới âm cung à này cụ ai như là phạt không gia đình thì toàn người mất trẻ hay là vong nào trẻ thì về đi cũng xưng danh thì cho con cho cháu biết ai như là phạt này hòn sáng nay các cụ về đi ăn cơm 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 bác vàng lùi xuống. À, rượu. Lấy chai rượu ở trong ban. Chưa không ngon rồi. À, đây lại đó, đây là rượu Lộc Thánh nè. Lấy nào rượu Lộc Thánh. Đây, mai dâng. Đây, lại đó. Rượu ngon, không uống nữa đâu. Thôi về vui chứ tôi rượu vào say khướt. Sao có lại tối rồi tổ sang tay đây rồi cho nhé. Con các cháu sẽ là... Bà vàng lùi xuống một tí. Bà... Không có sướng không? Cháu có sướng không? Thôi nhé, hoàn hồ cùng đi. Cô đi đây.
tổ. Ê, tổ tổ sang tay đây là cho con cháu rồi nào. Dạ. Mừng quá này. Ai này không tác hậu. Sự kim vì lễ nga chủ nghi chân kim vì lễ nga chủ hoàng đình nghi kiên hợp đồng dương môn quyến minh đẳng kim vì lễ chủ hoàng đình đê hợp đồng dương môn quyến đẳng kim vì lễ nga chủ hoàng đình nghi đáng ấy hợp đồng dương môn quyến đẳng kim vì lễ nga chủ xương môn nguyễn na thị nghi lượt hợp đồng dương môn quyến na đẳng tu trai Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật. Ô Phật ni thiên Phật Phật ni ai ma Phật ni tha Phật ni na yêu Phật thiệp Phật ki ma ni bi khắp ta bi ma na thề ung ni nghiền nhất ni na ma bi ni thâm bi bộ Phật ni thâm bi ngâm 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 phán 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 bi phán 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 Bồ Tát Ma Tát Si không lúc tu tăng hải vô biên tham phúc khai hồi hương ni phổ nguyện trầm mặt chữ thỉnh đức pháp tu lộc quang phật mừng sai hội hà thường hướng duyên tam thế phật phát sinh phong đẳng công đức vô biên lương nghi duyên khè thủ hòa nam tam tôn thánh chúng Di Đà Phật là gia chủ mái tạ xong sau đó thì cũng xin đi Nam Mô A Di Đà Phật. Đứng lên bà anh đi đứng lên thả đi. Được anh thả đi. Chim khỏe quá rồi. Thả ngay đây à? Thả đây chứ, thả đây.
anh cứ thả đi. Mà hai cái này nó không có tàu. Có tàu là phá luôn, không sóng nó vẫn phá.